Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Trong tháng hành động, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của cả cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, thông tin các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm, đồng thời sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.